Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023, từ một nơi rất đặc biệt trên quả địa cầu. Quý khán thính giả biết chiến sự ở Gaza đã tái trở lại, thì ngay ngày hôm qua thôi, Israel đã có hơn 400 cú oanh tạc ở miền nam của dải Gaza. Miền nam của dải Gaza là nơi đông đúc người Palestine bây giờ. Vì trước đây, trong những ngày mà Israel tấn công phía bắc dải Gaza, đã ra lệnh cho người dân Palestine ở bắc Gaza hãy di dời xuống phía nam. Nhưng bây giờ khi mà sau 7 ngày đình chiến bắt đầu có chiến tranh trở lại, thì bên phía lực lượng IDF là lực lượng bảo vệ Israel á, họ có rải truyền đơn. Họ yêu cầu người dân Palestine đi tìm một nơi nào mà an toàn đi. Về phía bắc Gaza đi. Vì ở đây chiến tranh sẽ không có ngừng. Không có một ngóc ngách nào sẽ an toàn cả. Khi mà 400 cú oanh tạc như thế thì chúng ta thấy số tử vong và thương vong tăng lên rất là cao. Theo đài CNN thì chiến sự giữa Israel và Hamas đã làm cho hơn 40.000 Palestine, người dân Palestine bị thương, hơn 40.000 người bị thương và bây giờ là hơn 15.000 người đã bị tử vong, hơn 15.000 người rồi. Trước khi có 7 ngày đình chiến thì theo CNN số tử vong đã là 14.800. Nhưng sau khi mà chiến tranh tái lập lại thì con số đó đã vượt qua 15.000 người rồi. Một số cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ nói rằng ai muốn trải nghiệm địa ngục trần gian thì Gaza, nhất là miền nam của Gaza bây giờ, chính là địa ngục trần gian. Hell on earth chính là địa ngục trần gian đó. Chuyện mà chiến sự giữa Israel và Hamas, một số người nghĩ nếu mà ông Henry Kissinger, người đã qua đời ở tuổi 100 trong vài ngày trước đó, mà còn sống, thì ông ấy sẽ suy nghĩ như thế nào? Giải pháp của ông như thế nào? Vì ông là một cựu chiến lược gia rất là thông minh của nước Mỹ, còn lại là gốc gác người Israel thì ông có đề nghị như thế nào? Có bao giờ mà ông chấp nhận giải pháp hai quốc gia mà Tổng thống Joseph Biden vừa mới đề nghị trong những ngày qua hay không? Và như thế đó thì tại sao có và tại sao không? Thì trên tờ báo The Politico, tức là báo chính trị của nước Mỹ, một phóng viên tên là Rolf Dobelli, cũng là người sáng lập World Minds, tức là những trí não của thế giới. The World Minds có rất nhiều khán thính giả theo dõi về vấn đề chính trị. Thì Rolf Dobelli có viết một bài cho tờ Politico kỳ này, nói rằng ông đã phỏng vấn ông Henry Kissinger về vấn đề này vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, tức là sau khi mà đã có chiến sự xảy ra vì Hamas tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10, thì ông nói phỏng vấn vào ngày 18 tháng 10, tức là sau 11 ngày. Hỏi ông Henry Kissinger về vấn đề đó, và theo tờ Politico đã đăng, cho biết rằng chính Rolf Dobelli không ngờ đó là phỏng vấn cuối cùng của ông đối với ông Henry Kissinger, và có lẽ là phỏng vấn cuối cùng của ông Henry Kissinger nói chung, và đó là những tiếng nói cuối cùng của ông Henry Kissinger trước khi mà ông qua đời ở tuổi 100. Theo ông Rolf Dobelli, thì ông Henry Kissinger trả lời về vấn đề thành lập hai quốc gia Palestine và Israel song hành, như đốm da beo để giải quyết vấn đề xung đột giữa Israel và người dân Palestine thì như thế nào? Ông Rolf Dobelli nói ông
Henry Kissinger, ông cho rằng giải pháp thành lập hai quốc gia song hành đó khó có thể thực hiện, không có giải quyết được. Tại sao? Thưa quý khán giả, chúng ta biết chữ nước, country, và chữ quốc gia có một sự khác biệt rõ nét. Chữ quốc gia thì theo Hiệp ước Montevideo, tiếng Anh họ gọi là state. Một state tức là một quốc gia cần phải hội đủ bốn điều kiện: đất, dân, chính phủ và được các quốc gia trên thế giới công nhận. Đó là yếu tố quan trọng các quốc gia, nhất là các cường quốc công nhận. Đó là bốn yếu tố. Đó là chữ state. Trong khi đó chữ country, tức là chữ nước, thì chỉ cần có ba yếu tố: dân, đất. Đất đây tức là không gian sống của họ, không gian sống, văn hóa gì đó vân vân. Và thứ ba là chính phủ. Thì Palestine đã có chữ là nước rồi, còn chữ gọi là được công nhận thì chưa có. Cho nên là nước Palestine thì có rồi, nhưng không phải là một quốc gia. Dẫu vậy, chữ nước này nhiều khi nó bao gồm luôn cả những gì mà chữ quốc gia bị hạn chế. Thí dụ, chữ nước đây người ta nhân danh về lịch sử văn hóa đó, thì họ có thể bao trùm lại cả cái khu vực không gian sống của họ rất là rộng lớn, từ bao nhiêu ngàn năm lịch sử. Thí dụ, khi mà nói nước Palestine thì có thể gồm luôn cả cái gì là Israel bây giờ luôn. Vì đó là không gian sống của người Palestine từ mấy ngàn năm nay rồi, nhất là sau khi mà đế quốc Roma đã tiêu diệt thành Jerusalem vào năm 72. Và người Do Thái đã di tản khắp nơi trên thế giới. Thì vùng đất đó, không gian đó mà họ sinh sống trở thành vùng đất và không gian sinh sống của người dân Palestine bao nhiêu ngàn năm. Tới đầu thế kỷ thứ 20, người Do Thái mới lục đục quay trở về, quy tụ ở vùng đất đó là núi Zion. Họ mua đất lại từ những người Palestine. Rồi sau này, năm 1948, mới được các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp thành lập quốc gia Israel. Nên nếu nói rằng nước Palestine, chữ nước không thôi, nhiều khi nó còn bao hàm luôn cả những vấn đề khác, nó rất là phức tạp. Theo lời của ông Henry Kissinger mà ông Rolf Doberly thuật lại, ông nói khi mà cựu thủ tướng Ariel Sharon còn tại chức thì ông cũng muốn thành lập hai quốc gia, nhưng e ngại là Palestine sẽ có những vấn đề mà lấn cấn với Israel, đòi lại những cái này cái nọ, vì quan điểm của Palestine là nước của họ rộng lớn hơn nhiều. Nên khi ấy thủ tướng Ariel Sharon thành lập Giải Gaza, có tính cách là độc lập nhưng mà nó khoa sai thôi, tức là nó có những cái gì đó nó đa chiều nhưng không hẳn là một quốc gia độc lập. Và Tây Ngạn thì có một gì đó thể chế nó còn có sự liên kết với nước Jordan, vì Tây Ngạn ở sát liền với nước Jordan. Thì khi ấy thủ tướng Ariel Sharon muốn thử nghiệm để làm sao quốc gia Israel chung sống với nước Palestine nha, với nước Palestine một thời gian, trải nghiệm rồi tìm ra một giải pháp để biến nước Palestine trở thành một quốc gia song hành với quốc gia Israel. Nhưng mà quá trình như thế cũng thấy không có được. Không có được vì tư duy của Hamas bắt đầu cực đoan hơn. Và chính sự cực đoan đó nên bây giờ mới bùng nổ ra chiến sự giữa Israel và Hamas. Nếu mà thành lập hai quốc gia tưởng rằng đây là giải pháp cả thế giới can thiệp thì ngăn chặn sự xung đột giữa Israel và người dân Palestine, thì theo lời ông Rolf Doberly thuật lại từ lời của ông Henry Kissinger,
thì giải pháp này có lẽ chỉ là một mơ tưởng, một fantasy. Và quả thật như thế, thưa quý khán giả, các bình luận gia khác của nước Mỹ đều cho rằng giải pháp hai quốc gia song hành Israel và Palestine khó có thể thực hiện vì nó rất đơn giản, nhưng trong thực chất thì lại là một sự đấu đá của bao nhiêu ngàn năm lịch sử về không gian và về con người đã để lại, nên thành lập hai quốc gia song hành khó lắm. Theo lời ông Rolf Dobelli, ông Henry Kissinger không có hứng thú lắm về giải pháp hai quốc gia, mà ông ấy đề nghị một giải pháp có lẽ là lợi cho Israel nhiều hơn. Điều này làm cho những người Israel từng muốn ám sát ông Henry Kissinger cảm thấy rất phân vân. Chút nữa tôi sẽ nói về câu chuyện đảng Likud, đảng cầm quyền vào thập niên 1970, đã từng thuê người muốn ám sát ông Henry Kissinger mà không có thành. Mà tại sao lại muốn ám sát ông Henry Kissinger? Trở lại câu chuyện giữa ông Rolf Dobelli và ông Henry Kissinger, thì ông Rolf Dobelli nói, theo ông Henry Kissinger, giải pháp bây giờ đó là tách rời Gaza ra. Làm thế nào Gaza có những sự ảnh hưởng đặc biệt từ bên phía Ai Cập nhé? Ai Cập ảnh hưởng và điều hành Gaza, thì người dân Palestine bớt lo sợ hơn là gì đó với Israel. Người Palestine đã chung sống với người Ai Cập mấy ngàn năm trước khi mà quốc gia Israel được thành lập, thì ở tại dải Gaza, người Palestine được quyền độc lập. Nhưng mà đã có một cái bước tiến như thế nào đó, thí dụ như giữa biên giới Gaza và Ai Cập được rộng mở hơn, và Ai Cập yểm trợ mạnh cho Gaza nhiều hơn, điện nước vân vân, thì bớt đi sự ảnh hưởng của Israel cái đã. Còn bên phía Tây Ngạn á, thì hãy để cho Tây Ngạn cùng làm việc với nước Jordan. Như vậy á, là người dân Palestine sống ở tại Tây Ngạn cảm thấy an toàn vì có sự tương đồng với Jordan. Trước kia bao nhiêu ngàn năm họ sống nơi đây, trước khi mà thành lập quốc gia Israel thì họ đã hài hòa với Jordan rồi, không có vấn đề. Đó là suy tư của ông Henry Kissinger mà ông trả lời cho ông Rolf Dobelli, là người sáng lập The World Minds và người viết bài bình luận cho báo The Political, tờ báo chính trị của Mỹ ngày hôm qua. Thưa quý khán giả, vậy là theo ông Henry Kissinger, không thể thành lập được hai quốc gia song hành Palestine và Israel. Nhưng nếu mà theo lời đề nghị của ông Henry Kissinger, giải pháp đó thì coi như là dần dần Palestine sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Đó là quan điểm của tôi. Bị phai nhạt từ từ, ảnh hưởng của Ai Cập, ảnh hưởng của Jordan lên trên hai phần đất lớn của Palestine, thì sau này đó, những nơi có lốm đốm, có những nơi định cư mà do chính Israel thành lập, thì tự nhiên Israel sẽ chính thức hóa trở thành thành phần của Israel. Nhưng mà rồi khi mà Israel mạnh, như trong quá khứ chúng ta thấy có cuộc chiến năm 1973 hay là cuộc chiến 6 ngày năm 1967, một mình Israel là đánh cả khối Ả Rập và đánh luôn cả Ai Cập, là chiếm giữ bây giờ gọi là phần đất Sinai đó, bán đảo Sinai đó. Mà bây giờ năm 1973 Israel tình nguyện trả lại cho Ai Cập nhé. Cái vụ mà tình nguyện trả lại cho Ai Cập thì đây chính là một trong những vấn đề mà đảng cầm quyền Likud khi ấy và bây giờ cũng là đảng cầm quyền dưới quyền thủ tướng Benjamin Netanyahu bây giờ, thì thập niên 1970 họ thấy giải pháp của ông Henry Kissinger không có hợp với ý của đảng Likud,
thì đảng Likud đã từng thuê người ám sát ông Henry Kissinger. Chuyện này là một chuyện rất tinh tế, thưa quý khán giả, vì ông Henry Kissinger, dầu là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ khi ấy, cũng như là Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ khi ấy, xuất thân là người di dân từ bên Đức nhưng gốc gác cha mẹ là người Israel. Thế bây giờ đó, nếu mà nói rằng là giải pháp của ông Henry Kissinger không có hợp với các chính sách của đảng Likud, đảng cầm quyền ở Israel là như thế nào? Theo The Intercept, ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, tác giả là Daniel Boguslow có viết một bài với tựa đề Members of Israel's Ruling Likud Party Once Planned to Assassinate Henry Kissinger. Các thành viên của đảng cầm quyền Likud ở Israel đã từng có kế hoạch ám sát ông Henry Kissinger. Thì theo tác giả đó, khi ấy chiến sự xảy ra giữa Israel và Ai Cập, đặc biệt liên quan đến vấn đề bán đảo Sinai. Thì bên phía của ông Henry Kissinger, giàu rằng gốc gác là người Do Thái, nhưng ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng như là Cố vấn An ninh Quốc gia của nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Richard Nixon. Ông Henry Kissinger đã đánh giá về vấn đề toàn vùng và ảnh hưởng của nước Mỹ, quyền lợi của nước Mỹ, thì ông Henry Kissinger thấy rằng cần phải ổn định tình hình ở Trung Đông. Mà ổn định được tình hình ở Trung Đông thì chiến sự giữa Israel và Ai Cập cần phải chấm dứt. Theo những gì mà ông Henry Kissinger nhận định, trong quá khứ bao nhiêu ngàn năm, bán đảo Sinai được điều hành bởi Ai Cập, mà trong cuộc chiến 7 ngày năm 1967, Israel đã chiếm lấy bán đảo Sinai. Thì năm 1973, ông Henry Kissinger đề nghị là trả bán đảo Sinai cho Ai Cập trả lại, với một số điều khoản để mà Israel an tâm. Điều này làm cho một số thành viên của đảng Likud, là đảng cầm quyền của Israel năm đó đó, họ cảm thấy bất mãn vì nhiều người muốn rằng Sinai là thuộc về Israel hoàn toàn. Nhiều người trong đảng Likud nghĩ rằng giá trị về lịch sử của Sinai trong thời Cựu Ước, người Israel băng qua biển đỏ gì đó rồi là coi như đã đi lòng vòng ở nơi đây dưới sự lãnh đạo của ông Moses khi xưa đó. Và ông Moses đã lên trên núi Sinai để nhận lấy cái bản 10 điều răn của Đức Chúa Trời đó. Thì đây người Likud khi ấy nghĩ rằng là không thể nào trao trả bán đảo Sinai cho Ai Cập được. Nhưng mà quan điểm của ông Henry Kissinger thì vì muốn sự hòa bình trong khu vực, ổn định để mà nước Mỹ còn có thể làm những việc khác, nhất là khi ấy còn có vấn đề chiến tranh Việt Nam đó. Thì ông Henry Kissinger ông đề nghị, và với ảnh hưởng của ông thì đương nhiên nó là một sự ảnh hưởng lớn, vì ông là một Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước Mỹ rất có ảnh hưởng, tiếng nói của ông rất là mạnh trong chính phủ của ông Richard Nixon, và ông còn là Cố vấn An ninh Quốc gia nữa. Nên một số người trong đảng Likud, theo lời của ký giả Daniel Boguston, họ đã thuê người mưu sát ông Henry Kissinger với số tiền là 150.000 đô la. Thuê người này người nọ để mưu sát ông Henry Kissinger. Và khi tôi dùng chữ mưu sát thôi, tức là attempted assassinated, thì chuyện đó không có thành. Tức là việc mưu sát không có thành. Theo lời của ông Daniel Boguston thì khi mà việc bại lộ vào thập niên đó, thập niên 1970, thì nhiều nguồn tin đã tiết lộ là các thành viên của đảng Likud đã làm chuyện này. Nhưng mà khi ấy,
Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng bác luôn. Bên phía của Israel, đảng Likud cũng bác tin này, không có chịu nhận. Vì sao? Nếu mà nhận kỳ đó đó thì có nhiều điều bất lợi vô cùng giữa ngoại giao nước Mỹ và ngoại giao của Israel. Và đảng Likud như vậy là một trong những đảng bị tầm nhắm, khinh ghét của nhiều người, người Ai Cập cũng như khối Hồi giáo và cả nước Mỹ thì rất là kẹt. Nên khi ấy đảng Likud chối băng hết. Bây giờ khi mà ký giả Dino Bogustin viết bài này đó, thì lúc đó chưa biết tin ông Henry Kissinger qua đời, chưa biết tin. Nhưng mà ai cũng đã biết ông Henry Kissinger đã 100 tuổi, dự trù ngày qua đời của ông rất là gần. Nên thời gian đã dài rồi, 50 năm rồi mới tiết lộ chuyện đó. Và xác nhận đó là đảng Likud, đảng cầm quyền của Israel khi đó, đã thuê người 150.000 đô la để từng có dự mưu ám sát ông Henry Kissinger. Chỉ vì quyền lợi của đảng Likud và của Israel khi ấy suy nghĩ khác với ông Henry Kissinger. Ông Henry Kissinger giàu là gốc gác người Israel, nhưng mà lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ và Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ, nên suy nghĩ của ông có tầm cao hơn. Và vì muốn ổn định khu vực và muốn nước Mỹ rảnh tay để làm những việc khác nơi khác, nên mới có giải pháp đề nghị là bán đảo Sinai mà khi ấy Israel đã chiếm được vào năm 1967, hãy trả lại cho Ai Cập. Và quý khán giả cũng đã biết rồi, thời điểm đó Israel đã trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập từ năm 1973, đến nay là 50 năm rồi. Nhưng mà việc trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập thì Israel đã gài lại những điều khoản mà bên phía Ai Cập phải tuân thủ. Nếu quý khán giả thích thú về vấn đề những điều khoản đó thì chắc có một chương trình khác. Ngày hôm nay không phải là nói về những điều khoản đó. Ngày hôm nay chỉ nói lên tính cách làm việc của ông Henry Kissinger là một người rất thực tiễn, pragmatic person. Ông là một người thực tiễn như thế đó. Dầu rằng ông là người có gốc Do Thái, nên ông thực tiễn khi nhìn vào vấn đề thành lập hai quốc gia song hành Israel và Palestine. Thì ông trả lời phỏng vấn trước khi mà ông qua đời đó, ông cho rằng nó không có thực tế, nó là một gì đó rất là mơ hồ, vì có quá nhiều sự xung đột ở trong quá khứ của lịch sử giữa chữ quốc gia và chữ nước thôi đó, country and state, nó rất là chằng chéo lên nhau. Và ông đã đề nghị một giải pháp mà tôi đã nói rồi. Bên phía Tây Ngạn thì Jordan có ảnh hưởng nhiều, còn bên phía của dải Gaza thì hãy để cho Ai Cập có ảnh hưởng nhiều. Giải pháp đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, ngắn hạn thì ổn định cho người dân Palestine, nhưng dài hạn thì nguy hiểm vô cùng. Coi chừng Palestine sẽ mất hết. Vì sao? Giải pháp đó thì automatically Israel nhân danh quyền lợi của Israel, bảo vệ lấy Israel, thì họ sẽ nói các khu định cư mà họ đã lấn đất từ của Palestine là của họ cái đã. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, sau này Israel mạnh, nếu có một chuyện gì đó xung đột giữa Israel và Jordan, hoặc là xung đột giữa Israel và Ai Cập. Trong quá khứ Israel một mình đã đánh cả khối Ả Rập cơ mà, thời kỳ năm 1967 đó, và đã chiếm lấy luôn, như tôi nói, là bán đảo Sinai đó. Thì nếu có sự xung đột mà Israel mạnh, Israel chiếm lấy dải Gaza một cách dễ dàng và hợp thức hóa nó. Hoặc là nếu đụng độ với Jordan thì Israel sẽ chiếm lấy luôn cả Tây Ngạn và hợp thức hóa nó là của Israel. Thì coi như Palestine bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chả còn chữ nước nữa luôn, không còn nước Palestine luôn, mất luôn chữ quốc gia
Palestine là đương nhiên rồi, vì chưa bao giờ được trở thành quốc gia Palestine, nhưng mất luôn chữ ý nghĩa của nước Palestine. Thật là nguy hiểm. Qua câu chuyện, ông Henry Kissinger không chấp nhận hai quốc gia song hành Palestine và Israel, mà chấp nhận một nước Palestine song hành với một quốc gia Israel, thì chúng ta mới hiểu được sự khác biệt rất rõ ràng giữa chữ nước và quốc gia. Chính vì sự hiểu biết như thế nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố không có gọi là một quốc gia Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ tuyên bố quốc gia Việt Nam là một, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tuyên bố nước Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ đổi thay. Hãy hiểu chữ nước đây gồm rất là nhiều, gồm không gian sống, gồm lịch sử, văn hóa và con người. Nên nếu cả thế giới có một âm mưu gì đó tách rời Việt Nam ra thành ba quốc gia đi nữa, như là Pháp đã từng tách Việt Nam ra thành ba phần Bắc Trung Nam, Kokoshina, Tonkondin và Annamien, đó là mưu đồ của Pháp muốn tách ra thành ba quốc gia sau này. Nhưng mà dầu có là ba quốc gia đi nữa, về ý chí, về không gian sống, về lịch sử thì chỉ là một nước Việt Nam thôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người rất thông minh, rất sáng suốt, rất hiểu lịch sử, rất hiểu chữ quốc gia và chữ nước. Một người tuyệt vời nên mới dùng ngôn từ rất chính xác, nước Việt Nam là một. Chứ không dùng cái ngôn từ mà bọn bẩn bựa không hiểu gì về lịch sử, không hiểu gì về pháp lý quốc tế là chữ quốc gia Việt Nam là một được. Nhưng rồi những cái bọn bẩn bựa vẫn gân cổ cãi, thì bây giờ trước mắt lịch sử đang diễn ra giữa Israel và Palestine đó, mà bây giờ cả thế giới đang nhúng tay vào để bàn thảo đó, làm thế nào tạo dựng được một quốc gia Palestine chứ không phải là một nước Palestine nhá. Rõ ràng như thế. Để chúng ta mới hiểu được Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói điều gì đã cân nhắc rất là kỹ. Và vì như thế mới chính là người sáng suốt lãnh đạo đất nước, đưa đất nước Việt Nam đi lên trong thời đại mới. Xin nhớ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ tuyên bố quốc gia Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ đổi thay. Mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tuyên bố nước Việt Nam là một. Và khi mà tuyên bố chữ nước Việt Nam là một, phải hiểu chữ nước ở đây nó như thế nào. Nước Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ đổi thay là như thế. Nên những ai chưa hiểu thì bây giờ lịch sử đang tái diễn ngay tại giải đất đang gọi là bùng nổ rất nóng, nóng vô cùng ở tại dải Gaza, ở tại vùng đất gọi là Palestine và Israel. Đối với Palestine thì Palestine trên về lịch sử không gian đó thì gồm luôn cả Israel. Nhưng bây giờ chữ quốc gia đó, thì Palestine lại không được, rất là đau. Và vì không được nên không được sự hỗ trợ cũng như bảo vệ của pháp lý quốc tế khác nhau. Nên khi tôi nói pháp lý quốc tế thì phải hiểu được như thế thì mới là người hiểu biết. Còn những lịch sử gốc me, những lịch sử gia gốc me thì chuyên môn bẩn bựa, cãi cối, cãi chày cho tới bây giờ, đến độ mà có lịch sử gốc me dám tuyên bố nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có, chỉ là một thể chế chính trị thôi, thì đủ hiểu những loại người như thế, bẩn bựa và cùn như thế, tâm cùn não hẹp là vậy. Tim của họ đen, trí não của họ suy nghĩ rất đen và hành xử rất đen. Những ai nói đúng với lịch sử và diễn tiến đang xảy ra thì tấn công một cách không nương tay, thật là kỳ lạ.
Câu chuyện của ông Henry Kissinger cho chúng ta hiểu rõ thêm về chữ nước và chữ quốc gia là như thế. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.